Mọi người ơi, Huyên mới đi làm nail về nè. Các bạn có nhìn thấy nail của Huyên đẹp không? Ok, xin chào các bạn. Video hôm nay thì mình sẽ làm về chủ đề What's in my bag. Lần cuối cùng thì mình làm cái video What's in my bag là 2 năm trước. Thì mình làm cái video đó lúc đó cái giỏ của mình nó rất là to. Và mình nghĩ là lần này mình nên update cái video này cho các bạn xem. Bởi vì cả giỏ lẫn những thứ mà mình đem theo nó cũng đã khác hồi xưa nhiều rồi. Hồi xưa nghe xa lắm nhưng mà mới có 2 năm trước thôi. Thì đây chính là cái giỏ mà mình đem theo đi làm hàng ngày. Các bạn nhìn thấy nó như thế này thôi nhưng mà nó nhỏ xíu à. Mình hay đeo lên trên vai như thế này, bé tí à mọi người, rất là tiện. À quên giới thiệu cái giỏ chứ. Xin giới thiệu các bạn, cái giỏ này là một chiếc giỏ không có thương hiệu gì hết. Bởi vì mình mua ở chợ. Actually đây là cái giỏ mà mẹ mình đã tặng cho mình vào dịp sinh nhật năm ngoái. Đây, tuy là đồ chợ nhưng mà nó rất là bền các bạn. Cái vải, cái da của nó rất là tốt. Đây nè, mình để đồ trong cái túi này khá là gọn gàng. Tất cả mọi thứ á, mình có một cái tips đó là để tất cả mọi thứ nằm thẳng đứng như vậy. Thì khi các bạn nhìn vào á, các bạn sẽ dễ thấy hơn là các bạn để nằm ngang xong rồi thứ này chồng lên thứ kia. Thì khi mà tìm đồ á, mình phải bới tung cái túi lên nó rất là phiền. Ok, bắt đầu nha. Thứ đầu tiên mình có trong cái giỏ của mình đó là chiếc điện thoại này. Đây là điện thoại của mình, iPhone 6S màu hồng. Mình xài cái điện thoại này được 3 năm rồi và mình không có ý định là sẽ đổi điện thoại gì hết. Bởi vì cái điện thoại này vẫn còn xài rất là tốt và mướt và nhanh. Chỉ có điều là camera nó không được xịn như là những cái iPhone đời sau này nữa thôi. Tiếp theo một món đồ cũng là đồ công nghệ luôn, đó chính là chiếc máy đọc sách. Không biết là trong cái video trước, lúc mà mình giới thiệu cái What's in my bag của 2 năm trước thì mình có giới thiệu cái máy này không? Mình nghĩ là có, nhưng mà bây giờ thì cũng vậy. Đây là chiếc máy Kindle của mình. Đây là máy đọc sách với màn hình e-ink. Màn hình e-ink là như thế nào? Tức là cái hiển thị của nó giống như một trang sách bình thường. Các bạn đọc sách ở trên cái máy này, các bạn sẽ không có bị mỏi mắt như là các bạn đọc trên iPad hay là trên điện thoại. Đó là lý do tại sao mình đem theo. Và nó chứa được khoảng 2GB thôi. Mà 2GB mà các bạn chỉ chứa sách không thì được rất là nhiều đúng không? Đó là chiếc máy Kindle. Tiếp theo mà mình đem theo trong cái giỏ của mình đó chính là cái túi này. Cái túi này thì mình đựng tai nghe các bạn ạ. Nè, mình bỏ tai nghe ở trong này nhỏ gọn, tiện lợi. Tiếp theo mà Huyên có trong giỏ đó chính là chiếc lược này của Wet Brush. Đây là cái lược Huyên không biết tên. Nhưng mà nó gấp gọn lại như vậy nè các bạn. Và các bạn muốn chải thì bị mở ra nè. Ở đây có mặt gương nè ha. Rồi các bạn đẩy cái này lên là nó thành cái lược. Đó, thấy không? Xong rồi các bạn chải tóc thôi. Lược của Wet Brush đó, cái lông của nó, cái răng lược của nó rất là flexible, rất là linh hoạt. Cho nên là nó không có bị kéo và trì cái tóc của mình làm đứt tóc. Cho nên là những bạn nào mà tóc uốn, tóc quăng hoặc là tóc sơ rối dễ bị gãy rụng á thì hả Huyên recommend là mua lược của Wet Brush để sử dụng nha. Huyên mua nguyên một cái set lược của Wet Brush luôn á, lược to đến lược nhỏ luôn. Và Huyên xài tới 3-4 cây lược của Wet Brush là rất là thích, rất là đáng đồng tiền với gạo các bạn. Tiếp theo là cái chai xịt mũi, không phải là xịt mũi côn trùng đâu, mình xịt vô cái lỗ mũi của mình á. Bởi vì Huyên bị viêm mũi dị ứng. Đây là Flexonas, giúp cắt những cái cơn viêm mũi dị ứng như là cơn hắt xì, cơn ngứa mũi. Và các bạn biết rồi đó, khi nào mà bụi bặm hoặc là ô nhiễm hoặc là thay đổi thời tiết á, là những người mà bị viêm mũi dị ứng như Huyên là sẽ rất là khổ sở với những cơn hắt xì, là chảy mũi nè, hoặc thậm chí là ngứa mắt nữa. Ngứa mắt thực sự như vậy là ngứa mắt, kiểu là ghét người ta ngứa mắt rồi. Ngứa mắt và nhảy mũi rất là nhiều. Cho nên là có cái chai này thì nó sẽ rất là đỡ. Bởi vì xịt vào các bạn hít thở một chút xíu, rồi sau đó là cái cơn hắt xì nó dịu hẳn luôn. Rồi tiếp theo mà Huyên có trong giỏ đi làm của Huyên hàng ngày đó chính là cuốn sổ này. Và Huyên đặt tên nó là cuốn sổ Thankful Notebook. Huyên ghi ở trên này luôn nè các bạn. Chữ thankful này là Huyên tự viết á. Mà có sổ thì phải có bút đúng không? Đây là cái bút của Huyên đang dùng nè. Mọi người ơi, đây là cái bút dễ thương không? Nhìn cái mặt coi nó nè. À, cái đầu bút thì nó có cái lớp cao su có thể sử dụng ở trên màn hình điện thoại hoặc là iPad y như là ngón tay của mình vậy đó. Nhưng mà mình quẹt lên. Thì cái sổ này thì Huyên ghi lung tung, ghi linh tinh, ghi về những điều mà Huyên biết ơn mỗi ngày, những điều mà tốt đẹp mà chồng Huyên làm cho Huyên nè, hoặc là những cái gì vui trong ngày, rồi những cái giấc mơ. Huyên ngủ mà Huyên mơ thấy cái gì mà thức dậy mà Huyên nhớ thì Huyên sẽ ghi lại. Tiếp theo ở trong giỏ của Huyên đó chính là cái bóp tiền nè. Đây là chiếc bóp tiền vô danh tiểu tốt. Huyên mua cái bóp tiền này với giá bao nhiêu các bạn biết không?
80.000. Và đúng là đồ 80.000 có khác. Vì xài mấy tháng mà nó bay luôn cái nút để gài rồi, cho nên bây giờ nó chỉ có thể gấp lại được như vậy thôi. Nhưng mà không sao cả, thì cảm thấy là vẫn xài ổn, ok. Có điều á là nó, vì nó nhỏ á, nó không có vừa cái bằng lái xe của Huyên. Bằng lái của Huyên nó bị lòi ra nè mọi người, va chạm á thì nó bị tòe cái cạnh ra. Nên là nếu như mà bạn nào biết có cái thương hiệu bóp mà nó tốt á, hoặc là nó nhỏ nhỏ giống vậy nè mà nó bự, nó dài hơn chút xíu thôi đó, thì recommend cho Huyên biết để Huyên có thể mua và Huyên xài nha mọi người. Cảm ơn mọi người. À, bây giờ mình sẽ đi sâu vào những cái đồ thiên về mỹ phẩm và làm đẹp một chút xíu ha. Đây là hộp phấn mà Huyên sử dụng. Hình như trong cái video 2 năm trước thì vẫn còn xài cái hộp này thì phải, mà 2 năm sau vẫn còn xài luôn. Phấn thì để touch up lại mặt trong ngày để cho nó không bị bóng dầu nữa nè. Xong rồi những cái chỗ nào mà bị động phấn á, thì mình touch up lại cho nó đẹp đẽ hơn. Đó, son dưỡng môi. Đây là son dưỡng môi Manuka Honey Lip Balm của New Zealand. Các bạn có thể nhìn thấy là cái packaging của nó bị trầy, bị xước, bị mất chữ hết trơn. Son dưỡng này Huyên được một bạn đọc theo dõi Facebook page của Huyên, bạn đó được từ New Zealand về và đã gửi tặng cho Huyên cái son này. Tiếp theo là son nè mọi người, son Huyên sử dụng là son Merbliss đến từ Hàn Quốc. Merbliss có nghĩa là, cái tên thương hiệu đó rất là hay, để Huyên nhớ lại. Merbliss có nghĩa là May everyday remains bliss, tức là mong là mỗi ngày của bạn đều lúc nào cũng lưu lại một chút gì đó hạnh phúc. Và cái thông điệp của cái hãng này á rất là dễ thương. Đây cũng là một món quà mà Huyên nhận được từ Đẹp21. Lúc mà nhận là Huyên có cái hộp như vậy nè, các bạn nhìn thấy cái packaging nó dễ thương không? Và có hình cái váy cưới nè mọi người, nhìn thấy không nè. Thì thông điệp của hãng Merbliss đó là mong muốn là các bạn lúc nào cũng rạng rỡ nè, tươi vui và tỏa sáng y như cái ngày trọng đại của mình. Đó, ngày trọng đại của con gái là ngày gì? Là ngày cưới đúng không nè? Ok, quay lại cái cây son này. Thì cây son mà mình đang dùng đó là màu số 01 Soul Rose. Seoul á, Soul Rose. Đây là màu đỏ mà Huyên đang sử dụng ở trên môi luôn nè mọi người. Mọi người thấy nó có ok không? Huyên thì rất là thích cái màu này. Huyên thấy khá là hợp với cái màu đỏ này, bởi vì nó không có quá là hồng và nó cũng không có quá là cam, nó vừa phải. Và nó là son lì nhưng mà nó rất là mềm và bám màu cũng rất là tốt nữa. Và cái thân, cái bao bì cũng chắc chắn nữa các bạn. Thông thường á, Huyên không có thích những cái cây son mà nó trơn á, xong rồi khi mình đóng nắp lại nó sẽ bị xoay son á. Và đôi khi mình sẽ vô tình xoay cái son lên, cái son nó bị trồi lên và đụng cái nắp sẽ bị hư son. Còn cái nắp này á, tuy là nó không có cái cục hít, nhưng mà hả, đóng vô một phát là nó dính cứng ngắc luôn, các bạn không xoay được. Nên tránh được cái tình trạng bị xoay son. Cái này là điều Huyên rất là thích. Và cái son, trời ơi, các bạn nhìn đi. So cute, isn't it? Nè, đó, đóng lại cái là chắc chắn luôn. Tiếp theo mình có trong cái giỏ của mình đó chính là cái khăn giấy tẩy trang mắt môi của Ariu. Đây là một cái thương hiệu của Hàn Quốc. Các bạn nhìn thấy cái packaging của nó đẹp không? Màu xanh, rồi màu vàng xanh, nhìn dễ thương ghê. À, và cái này á, nó mở ra bằng cái nắp đậy của nó rất là chắc chắn, bởi vì nó bằng nhựa luôn. Mở ra rất là chắc chắn và đậy vào cũng rất là kín luôn, cho nên là không có giống như những cái khăn tẩy trang khác là cái lớp vỏ, cái lớp nắp á, nó chỉ là một cái miếng bìa mỏng mỏng á, dễ bị thoát hơi, dễ bị bay hơi cái dung dịch ở bên trong lắm. Và cái miếng bông tẩy trang ở trong này được làm từ sợi thiên nhiên và nó mềm mại lắm kìa. Và cái miếng nó rất là to các bạn ơi, nếu mà chỉ dùng cho nắp và môi không á thì cái miếng này nó rất là to, nên Huyên thường hay cắt đôi nó ra để sử dụng cho thật là tiết kiệm. Ở bên trong này còn có cả mùi hương của tinh dầu, hương cam chanh, rất là thư giãn và dễ chịu nữa. Và cái này nó khác biệt so với những cái khăn giấy tẩy trang khác ở chỗ là nó tẩy trang mascara và môi rất là nhẹ nhàng và đi rất là nhanh luôn. Với những cái khăn giấy tẩy trang khác các bạn phải chà, phải lau, phải miết, nó rất là hại cho cái vùng da ở mắt. Nhưng mà cái này á, thì các bạn chỉ cần thao tác rất là nhẹ nhàng, bởi vì cái dung dịch của nó là đặc biệt chuyên để tẩy trang mắt môi. Cái này là một cái sản phẩm mà Huyên được Đẹp21 tặng. Và Huyên nghĩ, ban đầu Huyên nghĩ là chắc là mình dùng thử rồi coi nó làm sao, và cuối cùng nó nằm ở trong cái giỏ của mình luôn và đem theo dùng hàng ngày luôn á. Tuy nhiên thì Huyên có một lưu ý là đối với các bạn nào mà da nhạy cảm hoặc là dễ mụn á, thì các bạn không nên sử dụng cái khăn tẩy trang này để lau cái mặt.
các bạn chỉ dùng để tẩy trang mắt và môi thôi, đừng có lau mặt bằng cái này, bởi vì như Huy đã nói là nó có tinh dầu, mà tinh dầu dùng trên da mụn á thì nói chung là nên cẩn thận. Và tiếp theo mà Huy có trong đó là chỉ nha khoa. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn cần có chỉ nha khoa để khi các bạn ăn uống cái gì nó mắc vô trong răng, để các bạn có thể lấy ra một cách nhẹ nhàng, lịch sự và sạch sẽ. Thuốc nhỏ mắt, không phải thuốc nữa, đây là nước mắt nhân tạo Refresh. Có thể là các bạn biết hoặc là chưa biết, đó là ngày xưa Huyên cận rất là nặng, Huyên cận tới 6 độ rưỡi lận. Và sau khi tốt nghiệp đại học thì Huyên có đi bắn LASIK để mà chữa cận. Xong rồi từ sau khi mà phẫu thuật chữa cận thì mắt mọi người có xu hướng là sẽ khô hơn bình thường, cho nên là lúc nào cũng cần phải có nước mắt nhân tạo để nhỏ vô, xong rồi giữ cho mắt của mình luôn được có cái độ ẩm để mà giữ cho cái tầm nhìn, cái sự khỏe khoắn của đôi mắt nó được tốt. Đây là cây kỳ kẽ chân mày của The Face Shop, đơn giản thôi, bởi vì đuôi lông mày của Huyên nó hay bị bay, cho nên phải đem theo để mà vẽ vô, đồ vô để cho cái lông mày của mình nhìn nó không có kỳ. Cuối cùng, tôi nghĩ chắc là cuối cùng rồi đó. Yeah, đúng rồi. Và cuối cùng ở trong giỏ của Huyên đó chính là chai dầu gió. Đây là dầu Phật Linh dùng ngoài da, các bạn có thể sử dụng khi nhức đầu hoặc là đau bụng, và hoặc là khi say tàu xe. Lấy cái gì chai dầu ra tự nhiên cảm giác như mình là một bà già vậy đó các bạn. Yeah, ok. Thì nghĩ là đó là tất cả những gì mà Huyên có ở trong cái giỏ này. Hết rồi mọi người. Huyên hy vọng là cái video này đã có thể gợi ý cho các bạn những cái sản phẩm hoặc là những cái đồ dùng mà hữu ích. Lâu lắm rồi Huyên không có làm một cái video về đời sống bình thường như thế này, về làm đẹp hay là về những đồ dùng cá nhân thế này, thì hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy vui khi xem video này. Cảm ơn các bạn đã coi, thì nếu như mà các bạn cảm thấy có ích thì hãy bấm like giùm Huyên nha. Cảm ơn các bạn, bye bye.